tổng hợp tình huống hài động vật không cười không lấy tiền phần 51. Mấy đứa theo anh, sen cha sen con chạy theo, cờ hó lướt xe mặt chảnh chó và té cớ. Nó tông thẳng cho anh cameraman dội ra. Nóa kiểu này chắc gì để chống mũi lại quá. Tiếp theo shipper ghé anh nâu xuất hiện. Ủa kiếm ai vậy ba? Giao hàng cho ôi. Anh đang bấm chuông á thì hàng rớt và cây kết. Ủa gì vậy? Là sao vậy mọi? Quế nâu má ngon à, gặm hàng tha đi luôn. Thấy ông cũng cực để tôi giao giùm cho. Anh đếm đếm mà có biết gì đâu. Thương anh tôi bị cờ hó nó chơi. Còn đây mẹ mèo đi ngang bị quỷ bò kiếm chuyện. Ai cho mày vô đây mày? Tao có làm gì mày đâu. Bò tiến lên, tao thích vậy đó được không? Thì bất ngờ. Bé miêu tán một phát, anh bò té chỏng đít. U là trời, nhỏ mà có giỏ ta ơi. Ủa rồi ngu như bò là có thiệt hả ta? Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và đừng quên bấm nút đăng ký kênh Tin 3 Phút Hài để tiếp tục theo dõi những tình huống giải trí hài hước trong cuộc sống nhé. Xin chào!